đừng khó chịu với những nỗi đau trong cuộc sống, hãy gửi lời cảm ơn tới chúng. Những nỗi đau trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Vì thế, tại sao không xem đó là thứ gia vị tuyệt vời đang làm cho mỗi ngày trôi qua trở nên thú vị hơn? Hãy lắng nghe chuyện về tách trà xinh xắn để hiểu về nỗi đau trong cuộc sống. Trong một cửa hàng mỹ nghệ, người ta nhìn thấy một chiếc tách uống trà thật xinh xắn. Họ nói với nhau, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc tách tuyệt mỹ đến như thế. Chiếc tách cũng nói, các bạn không biết đâu, đời tôi không phải lúc nào cũng là một chiếc tách trà. Có thời tôi chỉ là một nhúm đất sét, ông chủ của tôi đã nắm tôi lên, cuộn tròn và phát vào người tôi. Rồi cứ thế nặng tôi mãi, tôi thét lên, hãy để tôi yên. Nhưng ông ta chỉ mỉm cười và nói, chưa được. Thế rồi tôi được đặt lên một chiếc bàn xoay, tôi bị xoay vòng vòng. Tôi lại thét lên, hãy dừng lại đi, tôi chóng mặt quá. Nhưng ông chủ của tôi chỉ lắc đầu và nói, vẫn chưa được. Thế rồi ông chủ đặt tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng đến như thế. Tôi tự hỏi tại sao ông chủ lại muốn đốt cháy tôi. Tôi thét lên, liên tục đập cửa. Tôi chỉ có thể trông thấy ông ấy xuyên qua khe hở và chỉ có thể thấy đôi môi của ông khi ông gật đầu. Được rồi. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Ông chủ đặt tôi lên kệ. Tôi bắt đầu thấy mát mẻ. Tôi nói, thế này tốt hơn rồi đó. Nhưng ông chủ lại sơn khắp người tôi. Cái mùi sơn thật là kinh khủng. Tôi tưởng chừng muốn ngạt thở. Dừng lại đi. Tôi khóc thét. Nhưng mà ông chủ chỉ lắc đầu, chưa được. Thế rồi ông lại đặt tôi vào lò nung. Không giống như lần đầu tiên, lần này nóng gấp đôi lần trước và lần này tôi biết mình sẽ chết ngạt. Tôi nài nỉ van xin, tôi kêu gào khóc lóc. Suốt thời gian đó tôi chỉ nhìn thấy ông xuyên qua khe hở với cái lắc đầu ra hiệu. Chưa được. Khi biết rằng vô vọng, tôi không bao giờ van xin nữa. Tôi gần như buông xuôi. Thế nhưng cánh cửa mở ra, và ông đem tôi ra ngoài, đặt lên kệ. Một giờ sau đó, ông đặt tôi trước gương và nói, hãy ngắm nghía bản thân mình đi, ta đã xong việc rồi. Tôi thốt lên, không, đó không phải là tôi, không thể nào, sao mà tôi đẹp quá vậy? Ông chủ nói, ta muốn con nhớ rằng, ta biết sẽ làm cho con đau đớn khi nhào nặng con, nhưng nếu ta để mặc con sẽ khô đi. Ta biết ta làm con chóng mặt khi đặt con lên bàn xoay, nhưng nếu ta dừng lại thì con sẽ vỡ vụn ra. Ta biết trong lò nung rất nóng và rất khó chịu, nhưng nếu ta không đặt con ở đó, con sẽ bị gãy nát. Ta biết mùi sơn rất khó ngửi, nhưng nếu ta không tô vẽ cho con thì con sẽ không có một màu sắc nào trong cuộc đời. Và nếu ta không đặt con vào lò lần thứ hai thì con sẽ không tồn tại được lâu, bởi vì không giữ được độ rắn chắc. Bây giờ con là một sản phẩm hoàn hảo, con đã biết được ý định của ta rồi chứ? Hãy cảm ơn những khó khăn, những hòn đá ngáng đường. Qua câu chuyện về tách trà xinh xắn, ta học được gì? Cuộc đời là một trường học lớn. Chúng ta thường cảm thấy khổ sở và khó nhọc khi đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống, những nghịch cảnh, khổ đau. Nhưng với kẻ lý trí, khổ đau lại là một loại phước trá hình, giúp cho ta mở mắt tỉnh mộng, trưởng thành và vững chãi hơn, biết thương đời hơn. Tâm lý thông thường của chúng ta trước khó khăn đó là thường than thân trách phận, sao mình bất hạnh đến vậy? Chỉ mới gặp chút rắc rối đã bi quan, chán nản. Cả cuộc đời này là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó. Đừng đợi đến đích đến mới hỏi lại bản thân xem đích của chúng ta có phải là cái chết. Vì thế khi đối mặt với khó khăn, hãy xem đó là cơ hội để khám phá chính mình. Bạn đừng vội nản chí. Mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá, đó là sự trưởng thành và trải nghiệm.
Nên nhớ nỗi đau trong cuộc sống chỉ là tạm bợ. Hãy gửi lời cảm ơn tới những khó khăn và đừng mất niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng. Hơn nữa, khi tất cả trôi qua rồi, bạn sẽ trân quý hơn cái hiện tại bình yên mà mình đang có. Điều đó đáng chứ. Nếu bạn từng xem thường và thương hại những người bị phá sản, thì nên hiểu rằng đó chính là lúc cả thế giới đang mở rộng ra đối với họ. Không còn gì để mất, cũng có nghĩa là không có gì ràng buộc, giam hãm. Họ là người tự do, họ không cần phải bám mãi một công việc hay theo đuổi bất kỳ chuyện kinh doanh nào không thích hợp. Thế giới bỗng dưng trải rộng trước mắt họ hơn bình thường. Mọi thứ đều mới mẻ, bình đẳng, tất cả đều ẩn chứa những cơ hội tiềm ẩn. Không gì là không có thể cả. Vậy tại sao không thử biến những gì tưởng như không thể thành có thể? Khi đó bạn sẽ được tận hưởng cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời. Tự mắc sai lầm tạo nên thất bại, đừng trách trời không thương. Tại sao bạn cố gắng rất nhiều nhưng không thu được kết quả? Tại sao bạn luôn gặp khó khăn, trở ngại nhiều hơn những người khác? Là vì ngơ ngơ ngác ngác sống, uổng phí thời gian. Sai lầm tạo nên thất bại dưới đây, hãy nhớ kỹ và tránh xa nha. Sai lầm tạo nên thất bại mà hầu hết mọi người đều bỏ qua, chính là không có tiến bộ. Nếu năm nay so với năm ngoái không có gì đổi khác, không có gì tiến lên, thì chính là thụt lùi. Bởi so với năm ngoái, chúng ta đã trưởng thành hơn, có nhiều điều kiện hơn, mất thời gian hơn, tại sao mọi thứ vẫn nguyên tại chỗ? Không chịu quan sát, không chịu rút kinh nghiệm, không chỉ kinh nghiệm của bản thân mà cả kinh nghiệm của người khác nữa. Người mà chỉ biết nhìn vào sai lầm, không thấy được bản chất tại sao sai, nên làm thế nào để hết sai, thì trăm năm cũng không tiến bộ. Mà không tiến bộ thì mãi mãi sẽ chỉ đứng im so với chính mình và tụt hậu so với những người xung quanh. Gặp khó khăn nhiều hơn người khác là vì không biết quan sát người khác làm sai gây ra thất bại ở đâu để mà tránh. Khổ nạn hơn người khác là vì không biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của người đi trước. Nếu bản thân phải tự mình trải qua tất cả sai lầm, đau khổ thì tất nhiên sẽ cảm thấy kém may mắn. Bao nhiêu bất hạnh đều dồn vào mình. Sai lầm tạo nên thất bại không phải do hoàn cảnh, vì hoàn cảnh chỉ có thể tác động vào ta. Còn ta tác động vào hoàn cảnh thế nào mới là vấn đề mấu chốt. Con người không phải loài bị động, tính chủ động của con người cao hơn bất cứ loài nào khác. Vì thế, chủ động mới là nguồn gốc, nguyên nhân tạo nên sự thành công hay thất bại. Là sóng dữ đánh chìm thuyền hay sóng lớn nâng thuyền lên cao hơn, xa hơn, còn phải dựa vào người cầm lái. Không tiến bộ, không có thành tựu, càng không muốn cố gắng, muốn học tập, sự nghiệp tăng trưởng, loại bỏ khuyết điểm, bổ sung thiếu sót thì nhất định phải ngay thẳng mà quan sát, học hỏi và biết tiếp thu. Người khác nói thì tiếp thu, tự mình nhận ra cũng tiếp thu. Con người phải luôn luôn sửa mình để hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Đó mới là quý trọng nhân sinh, thể hiện giá trị của bản thân, trọn vẹn ý nghĩa của sinh mạng. Người nhìn thấu tất cả, không phải không còn tin tưởng thế gian này nữa, mà sẽ sống một cuộc đời tự tại. Đối diện với lời khen, sẽ mỉm cười cảm ơn. Khi nghe thấy những lời chê bai, lòng tĩnh lặng như nước. Đúng với kiểu ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, khen chê không loạn, nhìn mây trời tụ tán trên cao, đến đi thong thả. Khi nhìn thấu tất cả, bạn sẽ hiểu sức khỏe luôn ở vị trí đầu tiên, rồi mới đến tiền bạc và những thứ khác. Nên chú ý bảo dưỡng thân thể, vì không ai làm thay ta được. Khi cơ thể có vấn đề, chỉ bản thân là người phải gánh chịu. Người nhìn thấu tất cả, tấm lòng sẽ rộng mở, tính cách cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không để chuyện nhỏ nhặt lấn cấn trong lòng, không tính toán chi ly, lãng phí thời gian vào người và việc không đáng. Rời xa sự giả tạo, lưu giữ những chân thành, là một người uy tín mà mình thấy vui thích.
người nhìn thấu tất cả, khi đối diện thăng trầm dâu bể hay cuộc sống vô thường, sẽ biết cách nắm, buông phù hợp. Đối cảnh không thuận lợi, gặp người không thuận lòng, chỉ mỉm cười mà bước qua. Vì họ hiểu, muốn bản thân ấm áp và tươi sáng, phải tránh xa những năng lượng tiêu cực. Cuộc đời luôn cần có tình thương, cuộc sống quý giá ở tấm lòng. Chúng ta vui hay khổ cũng xoay quanh chữ tình. Người nhìn thấu tất cả sẽ không âu sầu vô cớ, gặp việc không xem quá nặng nề, không ép bản thân đến mỏi mệt, cũng không vì mình mà làm khó người khác. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, nên vừa trải nghiệm vừa trân trọng. Khi nhìn thấu tất cả, cảm xúc chân thật nhất chính là còn được sống đã là một may mắn, nên biết ơn cuộc đời. Chúng ta chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác, nhưng không thấy lỗi sai của mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức, công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hờn, dễ giận, dễ buồn bực, âu cũng bắt nguồn từ nỗi tâm bất an và lòng tham sân si. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé đi tuổi thơ. Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào, ta dễ cười như thế đó, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ. Còn người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn, càng thấy phiền não và thật khó để có được cái gọi là hạnh phúc. Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên, biến thành một con người khô cằn, dễ cáu gắt và bất hạnh? Chẳng bởi ai khác, là do chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loang lỗ để nhìn đời. Tưởng tượng hồi bé chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới. Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loang lỗ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong ruổi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác. Chúng ta luôn có hai xu hướng, nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng, và ngược lại, những việc mình không muốn, những người mình không ưa thì qua lăng kính loang lỗ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người, nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe, cũng dễ dàng thỏa hiệp với sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét, cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu. Một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Chúng ta bắt đầu đi soi mói mọi người, soi cho bằng ra lỗi lầm của họ, chỉ trích họ như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng sai thế nào, ta cũng không sẵn lòng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ trích, phê phán họ sẽ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn hay sao? Hay vì chính cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mắt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần? Từng có người nói rằng, cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn ngắn ngủi lắm, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình. Vì thế đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loang lỗ kia nữa.
hãy buông thả nó xuống để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy, dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Khi gần gũi cha mẹ mới thấu hiểu được nỗi đau của cha mẹ. Có một triết gia đã nói lên những suy nghĩ của mình trong mỗi giai đoạn của cuộc đời về cha mẹ như sau. Khi tôi còn bé, tôi xem cha mẹ là tất cả. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cha mẹ. Tôi luôn lắng nghe lời dạy, sự chỉ bảo của cha mẹ. Nhưng đến khi tôi 15, tôi thấy cha mẹ không hoàn hảo như tôi đã nghĩ. Đến khi tôi 18 tuổi, vào đại học, lúc đó tôi thấy rằng kiến thức của cha mẹ còn ít ỏi lắm. Đến lúc ra trường, đi làm, rồi lập gia đình, tôi thấy cha mẹ là những người già khó tính, luôn bảo thủ, cố chấp. Đến khi tôi 30 tuổi, khi đã làm cha của hai đứa con, lúc đó tôi mới nhận ra có những điều mà trước kia tôi không hiểu. Đến năm tôi gần 50 tuổi, thì cha mẹ tôi qua đời. Lúc đó dù không còn trẻ nữa, nhưng tôi đã khóc rất nhiều. Vì tôi hiểu rằng kể từ đây, cha mẹ không còn trên đời nữa. Dù tôi có tiếc thương, cũng đã muộn màng. Dù tôi muốn đền đáp công ơn cha mẹ, cũng không còn cơ hội nữa. Có lẽ mọi người đều nghĩ về cha mẹ mình như triết gia nói trên. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta có những suy nghĩ khác nhau về cha mẹ. Nhưng đến khi trải qua mấy chặng đường đời mới hiểu trọn vẹn về cha mẹ. Tuổi trẻ ngày nay so với các thế hệ trước thì có hoàn cảnh sống tốt hơn, có những điều vượt xa ông cha mình ngày trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người trẻ có thể xem thường thế hệ ông cha mình. Người trẻ vẫn cần phải học tập ở những thế hệ trước rất nhiều. Từ nhân cách, đạo đức đến các kinh nghiệm sống mà mình chưa từng trải qua vì tuổi còn non trẻ. Chắc chắn không ai có thể quên rằng nhờ đâu mà mình có mặt trên cõi đời này, nhờ đâu mà mình có được cuộc sống hôm nay, nhờ đâu mà mình trở thành người có ích cho xã hội. Dù cha mẹ chúng ta là những người giàu sang danh vọng hay bần cùng khốn khổ, dù cha mẹ là những người trí thức có trình độ hay mù chữ, thì đó vẫn là những người đã sinh ra chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành khôn lớn. Hãy luôn nghĩ về điều đó để chúng ta thật sự là những người con đúng nghĩa, đáng tự hào. Giữa người già và người trẻ có một khoảng cách cần có sự cảm thông và chia sẻ. Chính khoảng cách thế hệ là một trong những nguyên nhân khiến cho ông bà, cha mẹ già bị con cháu bỏ rơi, phải sống trong cô đơn buồn tẻ, thiếu thốn tình thân. Các bậc ông bà cha mẹ thường cho rằng con cháu thiếu kinh nghiệm, nông cạn, không biết tôn trọng người lớn, tự do thái quá, sống dễ dãi phóng túng, đôi khi ích kỷ, vô ơn. Con cháu thì cho rằng người già khó tính, bảo thủ, cố chấp, cổ hủ lạc hậu. Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng bận rộn, mọi người đều phải dành nhiều thời gian cho công việc, nên người già thiếu sự quan tâm của con cháu. Thêm vào đó, khoảng cách thế hệ làm cho con cháu ngày càng xa dần ông bà cha mẹ. Đó là nỗi khổ phổ biến của tuổi già trong thời đại ngày nay. Xã hội ta chưa có chế độ chăm lo chu đáo cho người già. Vì vậy, các bậc ông bà cha mẹ biết trông cậy vào đâu khi đến tuổi xế chiều nếu không nương tựa vào con cháu. Con cháu nên thông cảm cho ông bà cha mẹ lúc tuổi già. Về thể chất, mắt mờ tai điếc, hay quên, dễ nhầm lẫn, đi đứng chậm chạp, không còn vững vàng, sa sút trí tuệ, thường phát sinh bệnh tật về tâm lý, dễ tổn thương hay giận hờn buồn tủi, nhớ rất kỹ chuyện xa xưa, nhưng mà những chuyện vừa mới xảy ra thì lại hay quên. Nên dành thời gian gần gũi, chăm nom ông bà cha mẹ, đừng để họ cảm thấy cô đơn. Hãy làm cho họ thấy sự quan trọng của họ đối với con cháu rất cần có họ, bằng cách thường trò chuyện, hỏi xin ý kiến, bàn luận chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp công việc. Có như thế thì ông bà cha mẹ mới không có cảm giác là mình sống thừa, mình là người vô dụng. Nếu có tình thương và sự hiểu biết, có đạo đức trách nhiệm, biết cảm thông chia sẻ,
biết dung hòa để sống chung, thì những mâu thuẫn giữa ông bà, cha mẹ và con cháu sẽ được hóa giải. Khoảng cách thế hệ sẽ không còn, người già và người trẻ có thể sống gần gũi, vui vẻ bên nhau. Người trẻ có cơ hội làm tròn bổn phận hiếu thảo của mình, người già có nơi nương tựa và niềm vui bên con cháu. Một điều mà người trẻ nên nhớ là tuổi già cũng sẽ đến với mình như ông bà cha mẹ bây giờ. Phật dạy, không nên so sánh bản thân với người khác. Khi chúng ta so sánh mình với người khác, chỉ làm hao mòn giá trị bản thân của mình, không làm tăng giá trị bản thân được. Ví dụ, khi bạn nói xấu người khác, không làm bạn tốt hơn được. Người xưa nói ngậm máu phun người, trước giờ miệng mình. Nên khi các bạn cố gắng so sánh hạ thấp người khác, chính lúc đó là chúng ta đang hạ thấp mình và không nhận diện giá trị của bản thân mình. Tại sao chúng ta phải là người khác, chúng ta mới hạnh phúc? Tay phải, tay trái, tay nào mạnh hơn? Chúng ta có hai tay, tại sao tay phải mạnh hơn còn tay trái thì yếu hơn? Ngay trên cơ thể của mình cũng đã có sự khác biệt, vậy cần gì chúng ta phải đi so sánh ở ngoài? Các bạn tìm kiếm một sự bình đẳng mà ngay chính bản thân đã có sự bất bình đẳng. Nếu một người sống hạnh phúc, họ không phân biệt tay nào mạnh hay yếu, mà chỉ cần có đôi tay là hạnh phúc rồi. Chúng ta có mặt ở đây với cơ thể khỏe mạnh và những người thân yêu của mình là đã hạnh phúc, đâu cần so sánh với người khác. Vậy nên chúng ta hãy là chúng ta, sống đúng với con người mình, tức là đã chiến thắng bản thân mình rồi. Tiền, chúng ta có thể từ từ kiếm, nhưng có những thứ đã đánh mất thì không còn cơ hội để lấy lại nữa. Con người ai cũng mãi mê kiếm tiền, chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ giật mình nhận ra, tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì? Tiền, chúng ta có thể từ từ kiếm, nhưng một số thứ đã đánh mất thì chúng ta rất khó có cơ hội để lấy lại. Đó là cảm giác an tâm. Ngày bé bạn có thể cùng đám bạn chạy khắp phố, chơi những trò chơi cùng nhau. Nhưng khi xã hội phát triển nhà cửa, xe cộ mọc lên như nấm, nếu bạn còn chạy tung tăng ngoài đường như trước kia, thì điều đó sẽ không đủ đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Những năm về trước, căn nhà nhỏ, sân vườn rộng ngay trước cửa, trưa hè nóng, đêm hè khó ngủ, cánh cửa gần như không phải đóng, bạn vẫn có thể yên tâm ngủ mà không phải lo trộm cắp. Ngày ấy dù không có điều hòa, nhưng đủ mát mẻ, yên tĩnh, đủ không khí trong lành khiến chúng ta thoải mái. Xã hội ngày càng hiện đại, con người ngày càng được sống ở những nơi tốt hơn, từ những nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ khang trang. Nhưng thử nhìn xem, phòng trên phòng dưới còn đóng kín cửa, huống hồ nhà bên cạnh. Bởi vì lúc này chúng ta chẳng còn đủ an tâm với môi trường, xã hội mà chúng ta đang sống nữa. Tiếp theo là lo lắng cho sức khỏe. Ngày còn nhỏ chắc ai cũng nhớ rằng chúng ta đã từng một lần lao xuống bắt cá hoặc ra vườn đào củ khoai lang, vặt vài quả mận bỏ luôn vào miệng ăn ngay. Thứ thực phẩm sạch sẽ, đảm bảo an toàn ấy của thiên nhiên. Ngày nay khi những con cá lớn được bày trong siêu thị, hoa quả được đóng gói sạch sẽ, nhưng phải rửa rất nhiều lần mà bạn vẫn lo lắng rằng liệu mình đã rửa đủ sạch, ngâm muối đã đủ lâu, đủ tiệt trùng để đem chúng ra ăn hay chưa. Chúng ta luôn lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân. Sức khỏe ấy thật sự rất khó đảm bảo vì hóa chất độc hại ở xã hội hiện đại. Tiếp theo nữa là lòng nhiệt tình. Người ta vẫn nhìn thấy những người hàng xóm luôn gần gũi với nhau, giống như người một nhà. Ngày bạn có thể nhận được quà từ hàng xóm, như một món ăn ngon chẳng hạn, hay gia đình ai có chuyện cũng lập tức tới giúp đỡ. Ngày nay chung cư chúng ta sống, thậm chí sống chung một tầng, nhưng những lần chạm mặt nhau còn chẳng nhoẻn miệng cười với nhau.
Tiếp theo là không khí nhộn nhịp, những kỷ niệm. Ngày còn nhỏ, số tivi trong xóm không nhiều. Đến buổi chiều, nhà nào có tivi là lại đông đúc người tập trung lại, cùng nhau xem một tập phim mỗi ngày. Cái cảm giác chèn chút, chật chội nhưng lại thấy vui vẻ nhộn nhịp. Ngày nay chúng ta cả ngày không rời điện thoại. Mỗi chúng ta ai cũng cầm điện thoại của riêng mình. Người thân hay bạn bè có gặp nhau, ngồi chung với nhau, nhưng mỗi người lại làm một việc chứ chẳng nói chuyện với nhau. Ngày xưa muốn lưu giữ kỷ niệm, chúng ta đến tiệm ảnh, chụp từng bức ảnh và trân trọng nó. Còn hiện nay, chúng ta có điện thoại xịn, có máy ảnh, iPad và quá nhiều ảnh đến mức đôi khi chúng ta lãng quên nó. Những tấm ảnh thực sự có giá trị lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiếp theo nữa là sự đơn giản, thỏa mãn. Ngày xưa khi quần áo chỉ có mặc lại của anh chị, mỗi cái đều là báu vật quý và cảm thấy rất yêu thích, mãn nguyện. Còn ngày nay, khi mà tủ quần áo có đến cả vài chục bộ, kiểu cách đa dạng, quần áo treo đầy tủ, nhưng bạn vẫn cảm thấy chúng chưa đủ đẹp. Khi còn nhỏ, chúng ta từng vui vẻ chỉ với vài cây dây thun, những viên bi tròn, gấp giấy thành máy bay. Tất cả đều không phong phú, nhưng chúng lại khiến ta cảm thấy vui vẻ cả ngày. Ngày nay khi có quá nhiều thứ để chơi, điện thoại bao nhiêu loại game, khoa học kỹ thuật đem lại cuộc sống giải trí ngày càng phong phú, nhưng đồng thời nó cũng khiến chúng ta khó tìm lại được cảm giác thân thiết chơi đùa cùng bạn bè. Đến khi chúng ta đủ trưởng thành thì mới nhận ra rằng tiền có thể từ từ kiếm, nhưng có rất nhiều thứ một khi đã đánh mất thì không bao giờ còn cơ hội để kiếm lại được. Bởi vậy, hãy trân trọng cuộc sống trước mắt, bởi vì có thể chỉ sau một giây, những điều xảy ra đã trở thành quá khứ mà bạn chỉ có thể chìm trong hồi ức mà ngẫm nghĩ về nó, chứ không thể lấy lại được nữa. Đừng coi thường ai cả, hãy sống theo lời Phật dạy. Không chỉ là tôn giáo với những giáo lý giáo luật chặt chẽ, đạo Phật còn có nhiều triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, giúp con người tiếp cận gần hơn tới hạnh phúc và vui vẻ. Cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống, hiểu được tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Câu nói vô cùng nổi tiếng của triết học mà hầu như ai cũng biết: anh không phải là cá, sao biết niềm vui của cá? Câu nói nhắc nhở về sự khác biệt giữa những người khác nhau, không ai giống ai cả. Lời Phật dạy về cuộc sống cũng tương tự như vậy, nhưng dễ hiểu hơn nhiều. Đừng coi thường ai cả. Coi thường người khác là phạm ác nghiệp. Theo Phật giáo, con người sống trên đời tránh nhất là tham, sân, si. Vì ba điều này gây ác nghiệp, đưa đường chỉ lối sai trái, khiến cho cuộc sống bế tắc đảo lộn. Vì sao coi thường người khác là phạm ác nghiệp? Vì coi thường người khác là đang tham sân si. Coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác, hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được nên cố tỏ ra bất cần. Dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham. Vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh, hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng. Tham vọng được như họ, hoặc tham vọng dẫm đạp lên họ. Lòng tham này có thể dẫn tới tội ác, làm ác để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình, hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ. Mình là người ở địa thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền chà đạp, nhạo báng họ. Sống thuận theo tự nhiên mới mong muốn có cuộc đời viên mãn. Sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo. Coi thường người khác là sân. Sân là cơn nóng giận, thù hận, không hài lòng. Bạn có biết rằng khi coi thường ai đó, trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp, có ý nghĩ thù địch với đối phương vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Coi thường người khác là si, mê muội, nông cạn, thiếu hiểu biết. Bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó,
không có nghĩa là người khác cũng phải làm được. Ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó. Lời Phật dạy về cuộc sống nhấn mạnh tới bản ngã của mỗi con người. Bất cứ ai cũng là một cá thể hoàn chỉnh với những năng lực, cảm xúc, quan điểm khác biệt. Người có thế mạnh ở mặt này, người có thế mạnh ở mặt khác. Trên đời không có người hoàn hảo, cũng không có ai là vô dụng cả. Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên. Tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham sân si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình, luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng, sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác? Hơn thì sao, mà không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc. Chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ cần ta sống tốt, đâu có gì đáng kể nữa. Khi ta tôn trọng chính mình, thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái, mở rộng tâm hồn, điều hạnh phúc sẽ ghé thăm. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực, cuộc đời tất sẽ bằng phẳng. Người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên rọi xuống sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh. Đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Năm điều Phật dạy người vợ đối với chồng, bí quyết giữ lửa hôn nhân gia đình. Dưới đây là năm điều Phật dạy cho người vợ để có được gia đình hạnh phúc. Điều thứ nhất, người vợ phải luôn vui vẻ, tử tế với chồng. Thuở còn hẹn hò, tìm hiểu nhau, các cặp đôi thường hay trao nhau những lời nói ngọt ngào, thề non hẹn biển cùng nhau. Tính cách của người phụ nữ thường nhạy cảm hơn người đàn ông, sống thiên về tình cảm, nên đôi lúc yêu đương thì thường hay bay bổng, mộng mơ. Nhưng khi kết hôn rồi, cuộc sống là thực tế, những áp lực bắt đầu đè nặng trên đôi vai của người phụ nữ. Rời bỏ gia đình của mình để làm dâu ở một nhà khác, chắc hẳn người phụ nữ nào cũng mong muốn trở thành người con dâu hoàn hảo, giữ được hạnh phúc gia đình. Trong buổi lễ Hằng Thuận, sư phụ ban lời giáo huấn của Đức Thế Tôn dành cho người vợ. Trong gia đình, người vợ phải luôn giữ được nụ cười và luôn niềm nở. Người chồng của mình đi làm về thì con hãy cứ vui vẻ, tươi tắn. Làm sao mà người vợ là người bạn đời của mình, về đến nhà là được xả những ưu tư, căng thẳng giữa bộn bề công việc, cuộc sống. Người vợ tốt phải như thế thì mới thật là hạnh phúc. Trong gia đình, người chồng thường đóng vai trò là trụ cột kinh tế nên rất cần người bạn đời có thể lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng, động viên và hiểu được những nỗi lo toan, vất vả của mình. Nếu người vợ nào cũng luôn biết tôn trọng, kính trọng chồng, vui vẻ với chồng thì người chồng sẽ luôn muốn gắn bó bên mình, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Điều thứ hai, người vợ phải biết lo chu toàn việc nội trợ. Vắng người đàn ông là quạnh nhà, nhưng vắng người đàn bà là quạnh bếp.
trong xã hội hiện đại ngày nay, mặc dù nam nữ bình quyền, nhưng người vợ thường là người giữ lửa trong gia đình. Gia đình có hòa thuận, êm ấm. Hạnh phúc hay không là nhờ bàn tay vung vén khéo léo của người phụ nữ. Thời nào cũng thế, nội trợ là thiên chức của người phụ nữ, giống như việc sinh và nuôi dạy con cái cũng là thiên chức của người vợ. Dù người đàn ông có tháo vát công việc đến đâu cũng không bằng bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Sư phụ chỉ dạy: cuộc sống bây giờ không vất vả như các bố, các mẹ ngày xưa, không giặt giũ, không kiếm củi nấu cơm. Bây giờ đã có bếp điện, máy giặt, máy khâu hết rồi, nhưng chí ít con cũng phải biết nội trợ, biết nấu cơm, biết lặt rau, cũng phải biết giặt giũ, may vá đồ trong nhà. Người chồng khi nhìn thấy vợ khâu tấm áo của mình, khâu manh quần cho mình thì cảm thấy rất hạnh phúc, thấy được sự chăm sóc, yêu thương của vợ dành cho chồng. Tình yêu đôi khi chỉ cần là những hành động chăm sóc, dù là nhỏ thôi cũng đã thấy cảm động vô cùng. Người chồng cả ngày đi làm, về đến nhà được ngồi ăn cơm cùng vợ và con là một niềm hạnh phúc lớn lao. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn là ước mơ giản dị của biết bao nhiêu người. Ai cũng muốn có được một mái ấm giản dị bình yên như thế. Điều thứ ba, người vợ phải biết giữ gìn tài sản của chồng. Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau sẽ dễ dàng yêu thương, thấu hiểu và dễ chia sẻ với nhau hơn. Trong lễ hằng thuận, sư phụ ân cần chỉ dạy: khi chồng đã tin tưởng người vợ, giao tài sản cho người vợ quản lý, thì người vợ không được cất giấu tài sản làm riêng tư, phải đồng lòng với chồng. Như vậy thì mới trọn vẹn lòng tin với nhau, tình cảm gia đình mới thực sự bền chặt. Kinh tế là vấn đề lớn trong gia đình. Nhiều cặp vợ chồng vì không tin tưởng nhau, mỗi người một quỹ tiền riêng, khiến hai vợ chồng không cùng quan điểm, tài sản chung. Từ đó tình cảm cũng một phần bị rạn nứt. Người vợ khi được chồng giao cho cất giữ tài sản thì phải biết bảo vệ, quản lý, chi tiêu sao cho hợp lý. Bởi đây cũng là nguồn kinh tế dự trữ để nuôi dạy con cái, chi tiêu lúc ốm đau, bệnh tật, lúc hiếu hỷ trong gia đình. Điều thứ tư, chồng dạy bảo, người vợ phải biết lắng nghe. Biết lắng nghe nhau là một trong những chìa khóa mở ra hạnh phúc hôn nhân. Bởi vì có lắng nghe mới thấu hiểu, có thấu hiểu thì mới biết thông cảm, tha thứ cho nhau. Nói về người chồng, sư phụ dạy rằng: trong một gia đình, người chồng thường đóng vai của một người anh, đôi lúc lại giống như một người cha. Cho nên chồng hay dạy dỗ, chỉ bảo vợ vì tuổi đời thường lớn hơn vợ. Khi chồng nói, chồng dạy thì người vợ phải biết lắng nghe, chia sẻ, không nên thể hiện sự bất bình, đối kháng. Người vợ khôn ngoan là người vợ biết nhường nhịn, biết tôn trọng ý kiến, biết lắng nghe và chia sẻ với chồng. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, nên giữa vợ chồng cần phải biết cách đối xử với nhau để hòa hợp. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Người phụ nữ thông minh phải biết mình là phái yếu. Người vợ nên nhẹ nhàng, dịu dàng, biết đặt mình vào vị trí người chồng để thấu hiểu, cảm thông. Sư phụ chỉ dạy, ngày xưa các cụ dạy, lạc mềm buộc chặt. Cho nên người vợ biết mình là phái yếu thì nên nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào để người chồng thuận theo ý mình, gia đình vui vẻ, hoan hỷ. Còn nếu vợ cứ chát chúa, gắt gỏng, nói khó nghe thì ông chồng sẽ trái ý mình ngay. Một người vợ gắt gỏng sẽ khiến mỗi ngày trở về nhà là một áp lực nặng nề, đè nặng lên vai của người đàn ông. Nếu như người phụ nữ nào cũng hiểu được tâm tư, tình cảm của chồng, thì chắc hẳn gia đình ấy sẽ rất hạnh phúc. Điều thứ năm, người vợ phải trọn lòng chung thủy với chồng. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Người xưa có câu, tu trăm năm mới chung một chiến thuyền,
tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ. Pháp giới này là pháp giới của nhân duyên và vợ chồng là mối duyên nợ từ nhiều kiếp. Sự gặp gỡ này là nhân duyên hiếm có trong đời người, bởi giữa hàng vạn người mà hai người tìm được nhau, cùng nhau kết duyên trăm năm, gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, thì nhân duyên này không phải ngẫu nhiên mà có. Tình cảm vợ chồng muốn bền lâu, cần nhất là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng một ý chí, niềm tin. Thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Chung thủy là cùng sánh bước bên nhau, bất kể khi đau ốm, khi khỏe mạnh, lúc còn trẻ cho đến lúc đầu bạc răng long. Trong buổi lễ, sư phụ căn dặn tân nương: dù trước đây có thể có một vài người bạn theo đuổi, nhưng từ khi ván đã đóng thuyền, thành vợ thành chồng rồi là cắt đứt mọi tư tưởng, tình cảm với người khác. Đối với bạn khác giới, mình phải có giới hạn, biết chừng mực, biết điểm dừng, không được thân thiết quá như ngày mình chưa lấy chồng. Nếu có một người vợ tinh tế, biết lắng nghe, chung thủy và tạo được sự tin tưởng với chồng, thì người chồng luôn yên tâm và hạnh phúc. Khi vợ chồng đều chung thủy với nhau, tin tưởng lẫn nhau, thì chắc chắn cả hai sẽ xây dựng được mái ấm gia đình, hạnh phúc viên mãn. Để hôn nhân hạnh phúc đến trọn đời, vợ chồng không những phải biết yêu thương lẫn nhau mà còn phải thông cảm và hiểu thấu cho nhau. Nếu như người phụ nữ nào cũng thực hành được 5 điều Phật dạy thì chắc chắn rằng gia đình ấy sẽ hạnh phúc viên mãn, dài lâu. 3 cách kiểm soát cảm xúc giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, có nhiều vấn đề khiến chúng ta không thể kiềm chế cảm xúc, gây ra sự bực bội, tức giận. Nhiều người biết điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ, công việc, thậm chí gây tổn thương đến mọi người xung quanh. Nhưng họ chưa biết làm sao để loại bỏ cơn tức giận của mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận một cách hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi. Tại sao không kiềm chế được cảm xúc khi tức giận? Tâm thái của người sân giận đó là bắt mọi thứ theo ý mình, không hiểu rõ mọi thứ xung quanh. Vì mong cầu tất cả phải theo ý mình, nên nếu không nhận được nhiều thì sẽ sinh ra sân giận. Biết kiềm chế cơn sân giận có lợi ích như thế nào? Đầu tiên là giúp giữ được sự tươi trẻ, xinh đẹp. Mỗi khi cơn bực tức khởi lên, chúng ta sẽ bị mất năng lượng bởi nó chế tác những hormone không tốt trong cơ thể. Cho nên, người hay sinh tâm bực bội sẽ nhanh già và xấu. Dưỡng chất tốt để chúng ta giữ được sự tươi trẻ, xinh đẹp đó là vui vẻ và hoan hỷ. Giúp tư duy sáng tạo, công việc hiệu quả. Việc làm chủ tâm mình, điều phục được cảm xúc bất thiện của mình giúp chúng ta có thể tự tại được với tâm, không bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Khi có được những năng lượng tích cực, chúng ta sẽ sáng tạo hơn, làm các công việc được hiệu quả. Từ đó giúp cuộc sống sẽ vui vẻ, chất lượng và tốt đẹp hơn. Giúp trưởng thành hơn. Trong cuộc đời này, ai muốn trưởng thành cũng đều phải là người làm chủ được cảm xúc của mình. Biết làm chủ được cảm xúc nhiều thì người đó sẽ vững vàng trong cuộc sống. Còn nếu không, sẽ bị xô đẩy và tạo ra nhiều nghiệp khổ cho mình. Ví dụ, nếu bị mắng mà sinh ra bực bội, chúng ta cũng có thể sẽ đánh, đâm người. Điều này dễ dẫn đến bị đi tù, tử hình. Cách kiềm chế cơn nóng giận để tránh những bất hòa. Đầu tiên là học cách tha thứ, thông cảm, yêu thương. Chúng ta phải biết xét kỹ tâm mình. Người biết xét kỹ tâm của mình thì sẽ biết được tâm của người khác, từ đó biết được cách thông cảm với mọi người. Chúng ta sinh tâm bực bội với ai là vì không hiểu và thông cảm được cho họ. Cho nên, chúng ta phải học cái thông cảm. Trong nhà Phật gọi đó là học cách yêu thương, tha thứ. Học thiền định. Trong đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn nhiều phương pháp để kiềm chế cơn nóng giận, trong đó có thiền định.
Thiền định giúp chúng ta tập làm quen, thường xuyên nhìn lại tâm mình, hay còn gọi là quản trị tâm. Như vậy, người đó sẽ có thể dần dần khống chế và quản trị được tâm sân giận. Ở Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp cho các nhân viên ngồi thiền trước giờ làm việc khoảng 15-30 phút. Nhờ thời gian đó mà mọi người được quay lại làm quen với tâm mình. Ví dụ khi ngồi thiền, nhớ đến người này khiến chúng ta bực bội, cảm xúc lên thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen và xoa dịu nó. Sau khi ngồi thiền xong, chúng ta còn dư năng lượng của việc thiền. Nếu đối diện xúc cảnh, gặp cơn bực tức, chúng ta vẫn có thể khống chế được. Một điều nữa là tập hít thở sâu, đi tản bộ. Khi cơn bực tức xuất hiện, đầu tiên chúng ta đối trị bằng cách hít sâu rồi thở dài. Nếu bực mình quá thì có thể nắm bàn tay lại, hít thật sâu, đừng vội nói gì. Hoặc chúng ta có thể bắt đầu đi tản bộ, tránh những nơi sinh ra bực bội cho mình. Chúng ta có thể đi tản bộ tại vườn cây, bờ ao mát mẻ, hít thở để giúp xua tan cảm xúc bực bội. 11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ. Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng. Một số quan niệm cho rằng nhan sắc là trang sức quý giá nhất của người phụ nữ. Nhưng nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng, bị chôn vùi bởi dòng chảy thời gian. Vậy làm sao để khơi dậy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, món trang sức còn mãi với thời gian? Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Mời quý Phật tử cùng theo dõi, chia sẻ qua bài viết dưới đây, từ đó nâng tầm vẻ đẹp cho mình bằng những trang sức đẹp nhất. Điều 1. Giữ vững tâm đạo nhiệt thành. Đầu tiên, Đức Phật dạy cho người phụ nữ là giữ vững tâm mình. Ví như trên con đường tu học gian nan vất vả, tâm mình luôn vững trụ, quyết không chùn bước, thì chắn sẽ gặt được quả ngọt. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: Thứ nhất, người nữ nên tu dưỡng làm sao cho mình có tâm đạo nhiệt thành đối với Phật Pháp. Điều 2. Có tâm hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Sư phụ giảng giải: Người nữ nên sinh tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, bởi người có tâm ghê sợ tội lỗi mới biết hổ thẹn khi làm việc ác và không bị cái ác chi phối. Điều 3. Không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Sư phụ chia sẻ: Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Người nữ thường nặng cái này lắm. Qua lời sư phụ giảng giải, người phụ nữ nên học cách loại bỏ những hạt giống sân hận, oán thù để có được hạnh phúc, an vui. Điều thứ tư là không ghen tuông. Để đại chúng thấy rõ sự khổ của bệnh ghen tuông, sư phụ cũng giảng giải và đưa ra lời khuyên. Phật dạy là người nữ phải bỏ dần tính ghen. Ai đã vào tâm ghen là khổ vô cùng. Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được. Đi đâu cũng quẩn quanh, chỉ nghĩ chuyện ghen tuông đó thôi. Nó bức bối, đau khổ vô cùng. Cho nên ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi. Điều thứ năm là có lòng nhân hậu, bao dung. Lòng nhân hậu, sự bao dung cũng là một trong những loại trang sức tô điểm cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Sư phụ chỉ dạy, Phật dạy không nên cãi vã mà nên có lòng rộng lượng. Điều thứ sáu, ứng xử có văn hóa. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đưa ra lời khuyên, người nữ nên có hành vi nhã nhặn, không nên thô bỉ quá. Chồng nói một câu, mình cũng cãi một câu. Chồng sắn tay, mình cũng sắn tay lên. Qua đây chúng ta thấy, người phụ nữ không nên nóng vội trong giao tiếp mà có hành vi khiếm nhã. Người phụ nữ thông minh là người tinh tế trong giao tiếp và ứng xử hòa nhã trong cuộc sống. Điều đó sẽ giúp họ thể hiện được phẩm chất tốt và trở nên xinh đẹp dài lâu. Điều 7. Tu tập các điều đức hạnh. Người xưa quan niệm, phụ nữ có tứ đức là công dung ngôn hạnh, là người hoàn thiện về nhân cách và vẻ đẹp. Ngày nay, chuẩn mực về vẻ đẹp của người phụ nữ ít nhiều đã thay đổi. Tuy nhiên,
chữ hạnh vẫn luôn là thước đo thể hiện giá trị của người phụ nữ qua mọi thời đại. Hạnh là đức hạnh, đạo đức. Trong xã hội, đạo đức vẫn thường được coi trọng hơn cả. Ở điều thứ bảy theo lời Phật dạy, sư phụ giảng giải. Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Điều thứ tám là học hỏi, nâng cao kiến thức. Sư phụ giảng giải. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Người nữ, nhất là thời đại bây giờ, phát triển khoa học, chúng ta cũng nên học hỏi. Đừng căm phận người nữ chỉ là bếp núc, nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết, trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Để không tụt hậu. Mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học hỏi để nâng cao kiến thức. Qua chia sẻ trên sư phụ, chúng ta thấy học tập, rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp người phụ nữ làm mới bản thân mình, tăng thêm tự tin mà còn hỗ trợ người nữ trong giao tiếp với những người xung quanh. Điều thứ 9, nhiệt tình trong công việc. Sư phụ chia sẻ, điều thứ 9 người nữ cần nhớ đó là luôn nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Điều này thì người phụ nữ hiện đại đang làm rất tốt, ngày càng khẳng định được bản thân, làm chủ công việc với tinh thần đầy nhiệt huyết. Điều thứ 10, học cách giao tiếp thông minh. Điều thứ 10 sư phụ lý giải, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong cách ứng xử. Người nữ phải học ứng xử tinh tế, học ăn, học nói. Các cụ dạy, học gói, học mở, học cách ăn nói để làm sao nói cho đẹp lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em với bạn bè xung quanh. Người phụ nữ nên cố gắng trau dồi kiến thức và nhân tâm để ứng xử khéo léo, giúp cuộc sống an vui, hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, việc học giao tiếp, cư xử khéo léo để cân bằng cuộc sống chính là bước đệm vững chắc giúp người phụ nữ tiến gần tới thành công. Chính vì thế, sư phụ mong mỏi sau những khóa tu cho cha mẹ, vợ chồng để mọi người cùng được học hỏi. Và điều thứ 11, điều cuối cùng là có trí tuệ, hiểu biết. Sư phụ khuyên phụ nữ nên tích cực trau dồi tri thức. Người nữ đừng bao giờ cam phận mình là nữ, thấp kém mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Đi học Pháp cũng là mở mang trí tuệ. Mình biết đạo lý, mình nói có khi chồng cũng chịu, cũng nghe. Chồng mà lấy cô vợ ngu si, đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở với nhau mà ngu quá, dốt quá, chồng cũng xem thường. Nói mãi không hiểu gì cả, người ta cũng thấy chán. Đến lúc về sau người chồng lại thích một người vợ biết thông cảm, hiểu biết để cùng bầu bạn, chia sẻ. Một người phụ nữ hiểu biết sẽ có được sự nể phục từ chồng và những người xung quanh. Có thể là người bạn tâm giao chia sẻ cùng chồng. Do đó sư phụ khẳng định rằng, việc mở mang trí tuệ là rất cần thiết đối với người phụ nữ. Một người phụ nữ biết tích cực trau dồi kiến thức, đạo đức sẽ trở thành một người đẹp cả vẻ bề ngoài lẫn nội tâm, nhận được sự yêu mến của mọi người. Mong rằng bài viết sẽ mang lại những kiến thức bổ ích, trở thành tư lương trên con đường tu học của Phật tử nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, từ đó áp dụng vào cuộc sống để có thêm nhiều lợi lạc. Lời Phật dạy, sống ngay giây phút hiện tại. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại. Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ, ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại. Bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại. Thế gian thường hay nói, niềm vui chóng qua mau, nỗi buồn thường lưu dấu lâu dài. Đó là một sự thật ít ai nghĩ đến. Còn người ta thường hay tiếc nuối những cuộc vui đã qua và muốn giữ mãi hạnh phúc được lâu dài mà không chịu gieo trồng phước đức. Đến khi việc đau buồn đến, họ chới với, chơi vơi trong cô đơn tuyệt vọng, để rồi chấp nhận cuộc đời đen tối mà không biết tìm cách để vượt qua.
Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày, cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài, nhưng dòng đời đâu cho phép như thế. Vì có sự sống là có chết chóc, có sum họp thì có chia lìa, có được sẽ mất đi. Tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của vô thường, nên những điều mong muốn mà không được như ý sẽ làm cho chúng ta khổ. Sự sống có thể đem đến cho chúng ta nhiều niềm an vui và hạnh phúc, song cũng có những lúc chúng ta bất an, lo lắng, trong mệt mỏi chán chường mà dẫn đến tuyệt vọng. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải ít nhiều gì đó cảm nhận được những sự đau đớn, khổ não do bệnh hoạn và tai nạn gây ra nơi thân tâm của chính mình. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói đến những sự khổ về vật chất lẫn tinh thần bởi do nhiều nguyên nhân, và con người ta bắt đầu bệnh khổ từ lúc mới sinh ra, bởi những nghiệp duyên trong quá khứ đã tác động đến kiếp hiện tại. Đức Phật chỉ dạy rằng, cứu chữa cho tâm quan trọng hơn là cho thân, vì đó là nguyên nhân gây ra bao điều tội lỗi. Người có tâm từ bi rộng lớn và hành vi thiện lành, tâm sẽ ít bị vấn đục bởi phiền não, tham sân si chi phối. Nếu chúng ta mỗi ngày tỉnh giấc từng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì ta sẽ biết cách làm chủ bản thân để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn về mọi mặt. Người có thân thể khỏe mạnh nhưng cứ để cho tâm tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố chi phối thì sẽ nhận hậu quả đau khổ đời này và vô số kiếp về sau. Thân chúng ta bệnh thì đau nhức, khó chịu, nhưng tâm bệnh thì làm cho chúng ta bị dằn vặt, khổ sở não nề, có khi dẫn đến tuyệt vọng mà quyên sinh tự tử. Người biết tu tuy thân vẫn chịu sự đau đớn của bệnh hoạn, nhưng tâm không bị khốn khổ vì đã thấu suốt được lý nhân quả. Vô minh về nguồn gốc ban đầu, chúng ta thử nhìn trong một vòng tròn thì không thể tìm thấy điểm xuất phát khởi đầu. Một số học thuyết thì cho rằng có điểm khởi đầu, còn các nhà khoa học đặt ra giả thuyết về nguồn gốc của trái đất và vũ trụ. Vấn đề của sự khởi đầu về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong bầu vũ trụ bao la này, khó có học thuyết nào xác định rõ ràng. Riêng về đạo Phật nhận định, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, vì nó trùng trùng duyên khởi theo nguyên lý nhân duyên quả. Nếu chúng ta tự đặt ra câu hỏi, khổ đau từ đâu đến và con người từ đâu có? Kết quả mà ta đang thọ nhận quả tốt xấu trong hiện tại là do nhân gây ra trước đó, và quả này ngược lại sẽ trở thành nhân cho quả tiếp theo, tương tục từ đời này sang kiếp khác, theo nguyên lý duyên khởi không có ngày cùng. Khi có sự sống, chúng ta vừa thọ nhân quả và không ngừng tạo ra nhân mới tiếp nối. Rõ ràng nhân quả xoay chuyển liên tục theo nguyên lý cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Môi trường, ngay nơi sự sống của chúng ta, với bầu trời quang đãng, không khí trong lành, vẫn có nhiều chất ô nhiễm hay mầm bệnh trong không khí bởi do con người tạo ra, do lòng tham lam, ích kỷ. Môi trường có thể là một nguyên nhân lớn trong việc làm ảnh hưởng đến đời sống con người. Các mối liên hệ. Các mối liên hệ trong cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta nhiều phiền muộn khổ đau. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần lớn những khổ não của chúng ta? Số đông ai cũng nghĩ rằng chính là kẻ thù đã làm cho chúng ta khổ não. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần mà thôi.
Người có thể làm cho chúng ta khổ não chính là vợ chồng, con cái hoặc những người họ hàng, bạn bè hay bạn đồng nghiệp của ta. Người mà chúng ta thường hay bực bội, khó chịu chính là những người thân thiết nhất của ta. Hằng ngày, chúng ta không chỉ phải đương đầu với gia đình, người thân mà còn biết bao nhiêu người khác nữa. Có người ta biết, có người ta không biết. Có người giúp đỡ ta, có người muốn cản trở ta. Vì thói quen của chúng sinh là tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố và dẫn đến hiềm hận, nên mới nói lời hằn học khó chịu và sẵn sàng giết hại lẫn nhau không thương tiếc. Xáo trộn cảm xúc. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải những kẻ đối đầu mà chính là chủ nghĩa cá nhân. Sở dĩ chúng ta phiền muộn, khổ đau nhiều, phần lớn là do sự vọng động thân biệt bởi ý thức hệ trong ta. Chúng ta luôn thay đổi cảm xúc trong từng giây phút bởi những toan tính do ta chấp thân tâm này làm ngã. Chúng ta hay lo lắng về được mất, phải trái, đúng sai, hơn thua, tốt xấu, nên mới sinh ra tham lam, sân giận và si mê, để rồi chịu nhiều phiền muộn, khổ đau. Khi tâm lý bị xáo trộn, làm cho chúng ta hoang mang lo sợ, làm gia tăng thêm phiền muộn khổ đau. Mỗi khi có sự cố xảy ra như vậy, ta cần phải quán chiếu, tư duy sâu sắc thì mới đủ sức chuyển hóa tham sân si thành vô lượng trí tuệ, từ bi. Khi bị tham lam ích kỷ sai sử, ta có thể quán sát như sau. Tôi đang tham, tôi biết đang tham, tôi biết có những ham muốn đang làm mờ tâm trí tôi. Khi quán sát như vậy, thì tự nhiên trạng thái tâm tham sẽ dần hồi biến mất. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mọi diễn biến đang xảy ra như là một thực tại nhiệm màu. Hãy sống cho những giờ phút ngày hôm nay. Cái gì đến thì nó sẽ đến, dù ta có không muốn cũng không được. Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng, nhận thức và hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp lắm. Nếu ta cứ tiếc nuối quá khứ tốt mà đánh mất chính mình trong hiện tại, còn nhớ lại quá khứ đau buồn khiến ta bị lụy khổ đau. Bởi quá khứ đã qua rồi, chúng ta có muốn quay lại để nắm bắt nó cũng không được. Suy nghĩ tiếc nuối về nó chỉ thêm buồn phiền, tương lai còn ở chân trời xa tích. Có ai biết nó sẽ ra sao mà mơ tưởng viễn vông, không thực tế. Ta chỉ tin nhân quả, buông xả những ý niệm đã qua, sống ngay với giây phút hiện tại. Ta tham, ta giận, ta si mê, ta đều biết rõ. Nhờ vậy ta sẽ cảm thấy an ổn, nhẹ nhàng. Nếu ta không biết chấp nhận hiện tại như nó đang là, để sống bình thản, an nhiên với những được mất, hơn thua của dòng đời, thì dung sắc của ta sẽ nhanh chóng héo tàn như lâu xanh lìa cành. Một tinh thần giáo dục nhân bản mà Thế Tôn truyền dạy là tinh thần biết sống và bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Phật dạy, không tham việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc tốt tươi. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lâu xanh lìa cành. Với kiếp sống của con người, nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không tin sâu nhân quả, thì ta sẽ than trời trách đất, oán ghét người thân, đổ thừa cho xã hội mà ta vô tình đánh mất chính mình. Nếu đi sâu vào ngành tâm lý trị liệu, họ phân tích rằng phần lớn các cảm xúc khổ đau đều do con người suy tưởng quá nhiều mà thất vọng bởi những chuyện bất như ý. Khi ta lỡ làm một điều gì đó lầm lỗi, ta cảm thấy ân hận và hối tiếc, thì như vậy sẽ làm cho ta càng bi thương, buồn khổ thêm. Tốt nhất là ta hãy xem xét lại mình đã làm gì đúng hay sai. Nếu thực sự đó là một hành động làm tổn hại người khác
thì ta hãy quán sát như sau. Ta đã hành động không đúng lẽ phải rồi, nên ta xấu hổ và ăn năn sám hối. Nhờ vậy ta sẽ bớt phiền não, ân hận, rầy rứt và tiếc nuối. Chúng ta thường có ước muốn được phát triển và thành công trọn vẹn. Người có tâm lý này luôn muốn khuếch trương cái mình có. Họ muốn chứng tỏ với mọi người tầm ảnh hưởng của mình được nhân loại chú ý và quan tâm. Người ta cố sức tạo danh thơm tiếng tốt để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Một người vợ có thể cố gắng điều khiển chồng hay ngược lại. Lòng tham muốn thống trị người khác thể hiện tâm lý tham lam và ích kỷ. Chúng ta thường khi đạt được một mục đích nào đó thì lòng tự mãn sẽ phát sinh. Thái độ tự mãn đó dễ làm cho con người có thể khinh thường người khác. Người quá tự mãn về chính mình dễ xúc phạm đến người khác, làm cho người đó cảm thấy bực tức, khó chịu, nén cơn giận trong lòng mà ôm mối hận thù chờ cơ hội trả đũa. Khi chúng ta không đạt được một mục đích gì đó thì sinh ra tâm chán nản, mặc cảm, tự ti do không còn tự tin nơi bản thân mình. Người như thế này hay có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Chúng ta sẽ thay đổi tư duy và dùng các phương pháp để thực hành. Trước tiên, chúng ta sẽ tư duy về nhân quả. Nó là một thực tại thiết thực trong suốt cuộc sống. Bất cứ chúng ta làm gì cũng đều theo quy luật nhân duyên quả. Dựa trên cơ sở nhân quả, chúng ta tin rằng chết không phải là hết, mà chỉ thay đổi hình dạng tùy theo nghiệp báo đã gieo tạo trong hiện tại, để cho ra kết quả trong tương lai. Khi tin có kiếp sống luân hồi, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những gì đến với ta, dù tốt hay xấu. Tất cả các pháp sinh diệt đổi thay là do nhân duyên tích lũy tương tác của nhiều yếu tố khác nhau. Theo nguyên lý, cái này không thì cái kia không, cái này có thì cái kia có. Nhân của hoa là hạt giống, nhưng đất, nước, ánh sáng mặt trời và sự chăm sóc của con người thì cây mới có thể sống. Không đảm bảo đầy đủ các yếu tố trên sẽ khiến cây hoa khô héo, từ từ chết đi. Khi chúng ta đạt được điều gì mong muốn, ta không nên quá vui mừng hoặc quá hãnh diện tự hào. Chúng ta cũng nên biết rằng những gì hôm nay mình thực hiện được rồi một ngày nào đó cũng sẽ đổi thay. Do đó ta không quá thất vọng khi đối mặt với những chướng duyên hay nghịch cảnh. Khi tâm có sự định tĩnh và sáng suốt sẽ giúp cho ta dễ dàng buông xả các tâm niệm xấu ác. Ai cũng muốn mọi người đối xử tốt với mình, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Có nhiều người khi lầm lỗi thì đòi hỏi phải được tha thứ, nhưng khi thấy người khác làm lỗi thì họ sẽ không chấp nhận mà còn phê phán, chỉ trích mạnh mẽ. Chúng ta muốn được an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh, cần phải thể nhập tâm, thanh tịnh sáng suốt. Khi được như thế, ta mới có thể từ bi, đồng cảm, tha thứ và biết quan tâm đến người khác với tinh thần không vụ lợi. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại. Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai để luôn hoang mang lo sợ, ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất hơn thua, thành công hay thất bại.